Xin chào các em, rất vui khi được đồng hành cùng các em lớp 6 trong những giờ học văn vô cùng thú vị ở trang web olm.vn Các bạn thân mến, sau khi chúng mình đã trải qua một giờ học thú vị cùng nhau tìm hiểu về thể loại truyện thì hôm nay cô và các em sẽ có dịp được vận dụng những kiến thức khái niệm ấy trong việc khai thác một tác phẩm truyện khởi động cho chủ đề này chúng mình cùng đến với truyện gió lạnh đầu mùa một trong những tác phẩm hay nhất của nhà văn thạch lam bài học của chúng ta sẽ đi qua các phần chính như sau một tác giả hai tác phẩm trước hết chúng mình cùng đến với phần đầu tiên của bài học nhé phần đầu tiên cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu những kiến thức cơ bản về tác giả thạch lam trước hết là về cuộc đời và con người các bạn cùng cô đọc những thông tin trong sách giáo khoa và điền vào những chỗ trống của câu hỏi sau đây nhé. Cảm ơn các bạn, chúng ta đã làm rất chính xác. Thạch Lam sinh năm 1910, mất năm 1942. Tên thật là Nguyễn Tường Vinh, sau đổi thành Nguyễn Tường Lân. Bút danh chính là Thạch Lam. Ngoài ra, ông còn sử dụng những bút danh như việt sinh hay thiện sĩ. Ông sinh ra tại Hà Nội, quê ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Thạch Lam là nhà văn của nhóm Từ lực văn đoàn. Thứ hai, về sự nghiệp sáng tác. Mỗi truyện ngắn của Thạch Lam như một bài thơ về những cuộc đời, những thân phận nhỏ bé, côi cút và bất hạnh, gợi sự thương cảm, xót xa, sâu sắc của tinh người. Giản dị mà sâu sắc, chứa chan tình nhân ái thạch lam hướng người đọc tới sự thanh cao của cái đẹp cái thiện ông luôn đi sâu vào khám phá đời sống tâm linh của nhân vật bằng một ngòi bút rất tinh tế rất hiểu sự đời đó là những vẻ đẹp lãnh khẩn bên trong tâm hồn của con người tình thương sự cảm thông lòng vị tha giữa người với người giữa người với vật theo các bạn tác phẩm nào sau đây không phải của thạch lam Thạch Lam là một nhà văn nổi tiếng với nhiều truyện ngắn đặc sắc in trong các tập truyện như Gió đầu mùa năm 1937, Nắng trong vườn năm 1938, Ngày mới năm 1939, Sợi tóc năm 1942, vân vân. Như đã nói ở trên, truyện ngắn của Thạch Lam nhẹ nhàng, giàu tình thương con người, đặc biệt là tình thương đối với trẻ thơ. Văn bản Xó lạnh đầu mùa hôm nay chúng ta tìm hiểu là một trong những tác phẩm như vậy. Không để các bạn phải chờ đợi thêm, cùng cô đến với những nội dung bài học ngay bây giờ nhé. Phần thứ hai mà cô trò chúng ta cũng tìm hiểu đó là về tác phẩm. Trong phần này, chúng ta sẽ có hai mục quan trọng đó là tìm hiểu chung và tìm hiểu chi tiết. Ở phần tìm hiểu chung, chúng ta sẽ có hai phần nhỏ đó là đọc và có những kiến thức liên quan. Trước hết, chúng ta cùng nhau đến với phần đọc nhé. Cô và các bạn sẽ cùng nhau khởi động bằng cách cùng suy ngẫm về một vài câu hỏi sau đây. Thứ nhất, dựa vào nhan đề, em hãy đoán xem văn bản này viết về điều gì? Với cái tên gió lạnh đầu mùa, có lẽ đầu tiên chúng mình sẽ liên tưởng ngay đến những cơn gió báo hiệu mùa đông đến, giống như tuyết đầu mùa, đúng không nhỉ? hoặc chúng mình sẽ nghĩ văn bản này viết về những số phận cơ cực những em bé trong những ngày đầu mùa đông bởi lẽ Thạch Lam hay viết về những số phận về trẻ em cơ mà. Các bạn có những suy nghĩ gì khác cùng chia sẻ với bạn bè của mình để phát triển kỹ năng suy đoán trước khi đọc văn bản nhé. Vấn đề thứ hai để chúng ta cùng nhau suy ngẫm đó là Các em hãy nhớ lại, trong cuộc sống em có bao giờ làm việc tốt nhưng bị hiểu lầm và chê trách chưa hãy chia sẻ với bạn bè xem lúc đó em đã có những cảm xúc gì em đã có hành động gì và em giải quyết thế nào để khơi dậy trong mình những cảm xúc nhất định nhé biết đâu tác phẩm này lại có sự gặp gỡ với các bạn về khía cạnh nào đó của tình huống trên với những câu hỏi gợi mở thế này đã khiến cho chúng ta háo hức để khám phá văn bản đúng không nào Vậy, hãy cùng cô đi đọc văn bản ngay bây giờ nhé. Trong quá trình đọc, hãy chú ý nghe và tương tác với cô. Văn bản Gió lạnh đầu mùa Tác giả Thạch Lam Sơn đã mặc xong áo ấm áp Cả cái áo già chỉ đỏ lệnh áo vệ sinh Ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm dài Sơn đứng trên giường trước mặt mẹ đã quay đi quay lại ba bốn lần để mẹ sơn ngắm áo sau cùng mẹ sơn vuốt các tà áo cho phẳng phiu rồi đẩy sơn ra bảo thôi con đi chơi sơn súng xính rủ chị ra chợ chơi nhà sơn ở quay lưng vào chợ cạnh một dãy nhà lá của những người nghèo khổ mà sơn quen biết cả vì họ vẫn vào vay mượn ở nhà sơn Sơn biết lũ trẻ con các gia đình ấy chắc bây giờ đương đợi mình ở cuối chợ để đánh khăn, đánh đáo. Không phải ngày phiên, nên chợ vắng không. Mấy cái quán chưa vơ lòng xó, rác bẩn rải rác lẫn với lá rụng của cây đề. Gió thổi mạnh làm Sơn thấy lạnh và cây mắt. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, những làng ở xa sơn thấy rõ như ở gần mặt đất rắn lại và nứt nẻ những đường nho nhỏ kêu vang lên lanh tanh dưới nhịp bước của hai chị em đến cuối chợ đã thấy lũ trẻ đang quay quanh chơi nghịch chúng nó thấy chị em sơn đến đều lộ vẻ vui mừng nhưng chúng vẫn đứng xa không dám vồ vập chúng như biết cái phần nghèo hèn của chúng vậy Tuy sơn và chị vẫn thân mật chơi đùa với lũ trẻ, chứ không kiêu kỳ và khinh khỉnh như các em họ của sơn. Thằng cúc, thằng xuân, con tí, con túc sánh gần xương đôi mắt ngắm bộ quần áo mới của sơn. Sơn nhận thấy chúng ăn mặc không khác ngày thường, vẫn những bộ quần áo nâu bạc đã rách phá nhiều chỗ, nhưng hôm nay môi chúng nó tím lại và qua những chỗ áo rách da thịt thâm đi mỗi cơn gió đến chúng lại run lên hàm răng đập vào nhau đọc đến đây hình ảnh của cúc xuân tý túc gợi cho em suy nghĩ gì về cuộc sống của những người nghèo đúng vậy dựa vào các chi tiết như bọn nhỏ thấy chị em Sơn đều vui mừng nhưng vẫn đứng xa, không dám vô vập. Hay chúng xương đôi mắt ngắm bộ quần áo mới của Sơn, trong khi chúng chỉ mặc không khác gì ngày thường, mặc dù mùa đông đã đến với những cơn gió lạnh bút. Vẫn những bộ quần áo nâu bạc đã rách vá nhiều chỗ, có thể thấy được cuộc sống của chúng vô cùng thiếu thốn, vất vả, đơn giản là vất vả chịu đựng những cơn lạnh rồi từ đó sinh ra mặc cảm tự ti dù là những người bạn thân thiết câu chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào chúng mình cùng đọc tiếp nhé thằng xuân đến mó vào chiếc áo của sơn nó chưa thấy cái áo như thế bao giờ sơn lạch vạch áo thâm chìa áo vệ sinh và áo già cho cả bọn xem một đứa tắt lưỡi nói Cái áo này mặc thì nóng lắm Chắc mua phải đến một đồng bạc chứ không ít Chúng mày nhỉ? Đứa khác nói Ngày trước thầy tao cũng có một cái áo như thế Về sau bán cho ông Lý mất Con túc ngây ngô Sườn đôi mắt lên hỏi Sơn Cái này cậu mua tận Hà Nội phải không? sơn ưỡn ngược đáp ở hà nội chứ ở đây làm gì có mẹ tôi còn hẹn mua cho tôi một cái áo len nhiều tiền hơn nữa kia chị lan bỗng giơ tay vẫy một con bé từ nãy vẫn đứng dựa vào cột quán gọi sao không lại đây hiên lại đây chơi với tôi hiên là đứa con gái bên hàng xóm bạn với Lan về Duyên Sơn thấy chị gọi nó không lại Bước đến gần Trong con bé co ro Đứng bên cột quán Chỉ mặc có manh áo rất tà tơi Hở cả lưng và tay Chị Lan cũng đến hỏi Sao áo của mày rách thế hiên Áo lành đâu không mặc Con bé biểu xỉu nói Hết áo rồi Chỉ còn cái này Sao không bảo u mày mây cho? Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra, là mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng thương, cũng như ban sáng, Sơn đã nhớ thương đến em Duyên ngày trước vẫn chơi cùng với Hiên, đùa nghịch ở vườn nhà. Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí. Sơn lại gần chị thì thầm, hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ, chị ạ. À? Ừ, phải đấy, để chị về lấy. Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan thăm hở chạy về nhà lấy áo. Sơn đứng lặng yên đợi, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp, vui vui. Theo các bạn, việc Sơn và chị quyết định cho Hiên cái áo thể hiện tính cách gì của hai chị em? Khi nghe cái Hiên chia sẻ và sực nhớ ra được hoàn cảnh của nó, một ý tốt bỗng thoáng qua trong trí của Sơn. Sơn bảo nhỏ với chị cho Hiên cái áo bông cũ. Chị gái Sơn cũng nhanh nhậu về nhà lấy áo cho Hiên mà không do dự hay suy nghĩ Điều này chứng minh bọn trẻ là những đứa trẻ tốt bụng. Chúng mình cùng tiếp tục xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Nhưng cái vui của Sơn không được bao lâu. Bữa cơm về tới nhà. Sơn không thấy mẹ đâu cả, hỏi Vú già. Mở tôi đi đâu hả Vú? Chị Lan và cậu cứ ăn cơm trước đi, mợ còn đi ăn cũ đến trưa mới về. Rồi vú Xà nhìn rõ vào mặt sơn hỏi, có phải cậu đem cho con hiên cái áo bông cũ phải không? Sơn ngạc nhiên đáp, phải, nhưng sao vua biết? Con sinh đã nói với tôi đấy. Sinh là đứa em họ của Sơn, vẫn hay nói hổn với vú già, nên vú ấy ghét. Nó lại còn bảo, hễ mở về, nó sẽ sang mắt với mở cho cậu phải đòn. Sơn lo quá, sắp ăn, bỏ đùa đứng dậy. Van. Thế bây giờ làm thế nào hở vú? Mở tôi biết thì chết. Ai bảo cậu dạ dột đem cho áo nó. Bây giờ cậu sang bảo cái hiên trả lại thì không việc gì. Sơn vội vàng ra chợ tìm cái hiên nhưng không thấy con bé ở đó đến nhà cũng không thấy ai mẹ nó cũng không có nhà hai chị em lo sợ đi ra cánh đồng tìm cũng không gặp gần đến buổi chiều sơn và chị chưa đòi được áo lan trách em sao em lại nghĩ đem cho nó cái áo ấy có phải bây giờ mẹ mắng chết không ai bảo chị về lấy nếu chị không về lấy thì em biết đâu. Chị Lan đấu dịu. Thôi, bây giờ phải về nhà vậy chứ biết làm thế nào. Nhưng mà em sợ lắm. Chị Lan thở dài, nắm chặt lấy tay em an ủi. Đằng nào cũng phải về cơ mà. May ra có lẽ mở không mắng đâu. Hai chị em lo lắng dắt nhau lẻn về nhà. Đến cửa, Sơn nghe thấy tiếng mẹ nói ở trong với tiếng một người đàn bà khác nữa, nghe quen quen. Lan dắt tay Sơn khép nếp bước vào. Hai chị em ngạc nhiên đứng sững ra khi thấy mẹ con Hiên đang ngồi ở cái ghế con trên đất trước mặt mẹ, tay cầm cái áo bông cũ. Theo em, trong đoạn tiếp theo, chị em Sơn sẽ gặp chuyện gì? Với câu hỏi này, chúng mình có thể cùng suy đoán nhé. Có thể chị em Sơn sẽ bị mẹ mắng, cũng có thể sẽ bị mẹ đánh đòn vì dám lấy chiếc áo bông cũ cho người khác. Nhưng biết đâu, mẹ của Sơn cũng hiểu được hoàn cảnh của cái hiên. Chúng mình cùng xem kết quả như thế nào nhé. Thấy hai con về, mẹ Sơn ngẩng lên nhìn rồi nghiêm nghị bảo. Kìa, hai cô cậu đã về kia thế áo bông của tôi đâu mà tự tiện đem cho đấy sơn sợ hãi cúi đầu lặng im nép vào sau lưng chị bác hiên vừa cười vừa nói tôi về thấy cháu nó mặc cái áo bông tôi hỏi ngay nó bảo của cậu sơn cho nó tôi biết cậu ở đây đùa nên tôi phải vội vàng đem lại đây trả mợ Thôi, bây giờ xin phép mở, tôi về. Mẹ Sơn hỏi, con Hiên không có cái áo à? Bẩm, nhà cháu đồ này khổ lắm, chẳng để dành được đồng nào may áo cho con cả. Thành thử, vẫn cái áo từ năm ngoái nó mặc mãi. Mẹ Sơn với cái âu đồng, lấy tiền đưa cho bác Hiên. Đây, tôi cho mượn năm hào, cầm về mà may áo cho con. Khi bác Hiên bước ra khỏi cửa, mẹ Sơn vẫy hai con lại gần, rồi âu yếm ôm vào lòng mà bảo. Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư. Thạch Lam, gió lạnh đầu mùa, in trong văn chương từ lực văn đoàn, tập 3, nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội. 2001 À, như vậy, mẹ của Sơn đã không hề là hai chị em mà còn rất vui vẻ, tự hào trước việc tốt của hai đứa trẻ đáng yêu nữa. Bây giờ, chúng mình cùng quay trở lại với những gợi ý lúc đầu, những phỏng đoán của chúng ta về nội dung của câu chuyện, xem thử mình có kỹ năng đoán có chính xác được bao nhiêu phần trăm nhất. Để tìm hiểu kỹ hơn về những nội dung của bài học hôm nay, các bạn sẽ cùng cô đón xem những tiết học tiếp theo nhé. Còn bây giờ, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.